thưa bác, công ty của chúng con cung cấp tất cả các loại dịch vụ, bạn gái thuê, người yêu thuê, và đặc biệt là giá cả hợp lý mà lại còn giữ bí mật cho khách hàng nữa đó. Tôi chấm cô rồi đó, tôi sẽ mướn cô làm tình nhân của con trai tôi. Tình nhân? Con biết rồi, chắc là bác lại muốn cho con dâu của bác ghen lên đúng không? Cô thông minh đó. Tôi muốn con dâu của tôi nó gặp cô, nó phải ghen lòng ghen lộ để tôi mới cảm thấy sung sướng. Bác ơi, làm cái nghề này có được bao nhiêu đâu bác, mà tụi con chỉ nhận làm bạn gái với người yêu của những người độc thân thôi, chứ còn mấy cái trường hợp mà có vợ có con rồi, rủi ro chẳng may đánh ghen này kia mà có được bao nhiêu tiền đâu bác. Làm sao mà đánh ghen được, khi tôi đã bảo vệ cô, ai dám làm gì cô chứ. Tự tin lên, tôi thích cô rồi. Mặt mày thì xinh xắn, dáng dấp thì cũng nhon nhon. Lấy cái áo cho nó sexy lên, trang điểm lồng lộn lên, cô yên tâm mà làm hồ ly đi ha. Không được bác ơi, con nói rồi làm không được bao nhiêu. Thôi hay là để con kiếm hộ ly khác cho bác nha. Không có kiếm, tôi kết cô rồi. Tự tin lên, tiền bạc bao la. Dạ, vậy thế thôi. Con cũng ráng làm, nhưng mà con dì bác đó nha. Lao nhà lao bàn kết hợp hai trong một, ai biểu cái tội kêu mua con robot lao nhà đi không chịu. Trời ơi, có mấy triệu đâu, nó cứ bấm nút nó tự nó lao từ sáng tới tối, hết pin nó tự sạc pin luôn, khỏe gần chết vậy mà cho mình lao tay. Rồi đã vậy này nè, nó mua cái cây lao nhà như cái áo như đồng phục vậy đó. Biết thì tôi không phải là đàn ông trong gia đình này nữa. Đợi đi nha, cái dự án của tôi mà thành công ha, tôi trở mình một cái ha. Trời ơi, lúc đó tôi mua 100 con robot hút bụi, 100 con robot lao nhà, tôi thả đầy nhà vậy nè, như nuôi thú cưng vậy đó. Tới đó đều biết được cảnh. Đợi chút. Wow, chào em. Cho tôi tìm anh Tú. Tú hả? Anh là Tú nè. Em tìm Tú có chuyện gì? Nhìn cái bộ dạng này, tôi cần tìm Tú giám đốc chứ không phải là Tú ô xin. Không, anh là Tú giám đốc kiêm chủ nhà luôn. Em tìm anh có chuyện gì? Anh là Tú giám đốc. Sao nhìn anh bèo dữ vậy? Em ơi, em ổn không? Em tới đây em tìm chủ nhà, anh là chủ nhà thì em phải tin chứ, nghĩ sao mà em đi bình phẩm anh vậy hả? Sao, có chuyện gì? Tôi nhắc lại là tôi tìm anh Tú giám đốc. Ủa thì là anh nè. Bây giờ em tin hả? Không, tôi không quen anh. Tôi là tình nhân của anh Tú giám đốc. Ủa tôi có tình nhân nào tôi cũng biết ta. Ủa em, thần kinh em ổn không? Hả? Chừng nào thần kinh ổn hả tới tìm gặp anh. Còn anh không có quen biết tình nhân, không biết có mèo mã gà đồng gì hết trơn á. Thôi em về giùm tôi cái. Về về đi, không có quen biết. Cái gì mẹ vậy? Ơi, mẹ ơi, ông nhà mẹ không cho con vô nhà nè. Mẹ ơi, đi ra đi. Mẹ đây, mẹ đây. Đừng có cãi nhau ổn cởi như vậy không có tốt. Chuyện gì hả con? Ô xin nhà mẹ không cho con vô nhà. Vậy sao? Ô xin đứa nào? Ô xin. Mẹ, nhìn con bèo thiệt con. Ủa? Mẹ nhìn con mà mẹ còn thấy con mà tệ thiệt tệ vậy đó. Ở nhà mà. Con à, đây là Tú giám đốc, con trai của mẹ. Con thông cảm, ở nhà nó bèo bèo vậy á, chứ ra đường nó lộng lẫy lắm. Ủa mà ai đây mẹ? À, đây giới thiệu với con, đây là Phan Kim Liên, một cô gái hết sức là nóng bỏng dễ thương. Mẹ mướn Phan Kim Liên tới dễ dãng con, để cho vợ con ghen lên, để cho thấy cái sức hấp dẫn của con đó. Ủa mẹ, gia đình con chưa đủ xào xáo, mẹ kêu cổ về nữa, có chừng là nát luôn á. Nát cái gì mà nát? Mẹ muốn cho Thúy Liễu vợ của con nó thấy cái sức hấp
dẫn của con để nó biết cách giữ con lại. Giữ cái gì? Mà tại sao con nói với mẹ là hôm nay con đi gặp đối tác mà sao ở nhà đóng vai cô bé cầm cây chổi? Đối tác có hẹn đột xuất á mẹ. Cho nên là hủy cái cuộc hẹn với con. Rồi tranh thủ ở nhà là lau dọn để phụ vợ con mà. Thiệt tình là không chịu nổi luôn. Còn con nữa, con phải cố gắng, con sexy lên, con quằn quại lên, con làm đủ kiểu, miễn sao cho con vợ á là phải phục tùng chồng á thì á con mới hoàn thành nhiệm vụ. Bác yên tâm, nghề của con. Ủa ghê vậy đó, tự nhiên kêu gì đen chi mẹ. Vợ chồng con đang hạnh phúc, thêm cái vụ này vô con bỏ con thiệt luôn á. Cái gì? Mắc cái gì phải sợ chứ hả? Thôi con không cần biết, thôi bây giờ cô về giùm tôi cái đi. Về đi, vợ tôi về bây giờ đó. Đi, ôi trời đi ơi, về đi. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Đi về tự nhiên mẹ bày ra cái trò này chứ vậy? Muốn tôi về cũng được, trả tiền đây. Tiền gì? Thì tiền tôi ăn mặc lộng lẫy nè, trang điểm lòe loẹt nè. Hơn nữa mẹ anh còn nói tôi là trang điểm giống hồ ly tinh lên. Trả tiền đây. Hồ ly chỗ nào đó chỉ tôi coi coi. Tôi không biết, trả tiền đây. Trả tiền kìa. Rồi, bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu. Chứ anh muốn sao? 5 triệu thì 5 triệu. Nè, về đi, khỏi cảm ơn. 5 triệu chứ không phải là 50. Hai người giỡn mặt với tôi hả? Còn nhiêu đó thì cầm đỡ đi, bữa nào qua lấy thêm. Nó về, lấy vợ tôi về bây giờ á. Tôi không về. Mẹ thì nói là đại gia, tiền xài không hết. Vậy con đưa 50 ngàn. Ủa đại gia 50 ngàn hả? Con làm cho mẹ hết sức là mất mặt luôn. Mẹ làm con mới khó đỡ đây nè. Bây giờ về giùm tôi cái đi. Tiền đi, cầm tiền đi xe ôm về đi. Về giùm tôi cái đi. Tôi không về. Hai người các bạn đi. Tôi đi vệ sinh cái nào. Chúc của đi. Nhà mình mà mẹ. Kệ nó đi, chúc nó đi vệ sinh vui vẻ. Còn con nữa hả? Con cứ làm cho mẹ suy nghĩ lo lắng. Bây giờ con nói thiệt với mẹ đi, con có cái vấn đề gì phải không? Muốn giấu mẹ, nói cho mẹ biết đi. Thì không, tại vì... Mày nói đi. Tại công ty con phá sản. Có thiệt như vậy không? Hèn gì suốt ngày con cứ lủi thủi ở trong nhà làm mấy cái chuyện lặt vặt như vậy. Hèn gì vợ con xem thường con. Tại sao không nói cho mẹ biết sớm vậy con ơi là con. Ủa, mình sao về đột xuất vậy? Dạ, thì mẹ con mới về. Cô về mà chăm sóc chồng cô đi. Hay là cô thấy chồng của cô xa cơ thất thế, cô xem thường chồng cô, cô qua mặt chồng cô rất là quá đáng. Mẹ, con thưa mẹ, con không biết mấy ngày nay có chuyện gì á mà mẹ lúc nào cũng căng thẳng với con, mẹ có ác cảm với con. Con có làm gì đâu mà mẹ lục túi xách của con, mẹ điều tra con. Rồi mẹ lúc nào mẹ cũng căng thẳng, con làm gì sai với mẹ vậy? Cô dám nói là không sai nữa. Cô nhìn lại cái tư cách của cô đi. Gái có chồng mà đi vào bệnh viện tặng hoa, tặng thuốc. Cô làm những cái điều đó cô không có thấy mắc cỡ hả cô? Sao mẹ biết mấy chuyện đó? Không phải như mẹ nghĩ. Chuyện cô làm trời biết. Tôi theo dõi, tôi bắt tận tay, dai tận mặt. Là sao em? Tặng quà là sao? Ai tặng? Anh bình tĩnh đi, anh nghe em giải thích nè. Không có như mẹ nói đâu. Không như tôi nói, có nghĩa là tôi nói sai đúng không? Được rồi, bây giờ cô không thương con tôi nữa thì cô trả tự do cho con tôi đi. Tôi sẽ tìm một người phụ nữ khác thương yêu nó chân thành đây. Đây, cô thấy nóng bỏng chưa? Phan Kim Liên của tôi đó. Phan Kim Liên của tôi sẵn sàng sống chết với con trai của tôi. Ủa vậy là sao anh giải thích đi? Không phải, cái này là do mẹ anh. Trời vậy? Nếu mà chị không yêu thương anh thì để cho em sẽ yêu thương chăm sóc cho anh. Tự giải thích không phải mà. Không phải cái gì, anh giải thích coi. Ơi mẹ bay rồi chứ. Không giải thích được đúng không? Bây giờ tôi không cần biết đúng sai nữa. Được rồi. Bây giờ con nói thiệt với mẹ, con không biết là con làm cái gì sai để cho mẹ phải làm như vậy. Bây giờ mẹ của anh cũng chọn vợ cho anh rồi đó. Bây giờ mẹ thích dâu nào thì anh cưới người đó đi. Tôi chán làm vợ, chán làm dâu lắm rồi. Không, liệu ơi, không phải vậy đâu. Trời ơi, buông ra tôi. Cái gì vậy? Anh nghe tôi nói nè. Bây giờ tôi đi rước con.
Tôi đi một tuần cho anh tới nhà anh suy nghĩ. Rồi anh ký đơn ly dị đi. Không cần anh nữa. Liễu ơi, Liễu. Đứng lại. Ừ, cái gì vậy? Đứng lại, đứng lại. Liễu. Cái con nhỏ kia, cái con nhỏ. Con Kim Liên. Mẹ không, con. Cái con nhỏ, cái con nhỏ Thi Liễu. Thi Liễu. Rồi ai trả tiền cho tôi đây? Thì gì? Thì tiền bác thuê con làm gì nè. Hồi nãy đưa 50 là đủ rồi. 50 sao đủ? Lúc đầu bác giao kèo cho con là 5 triệu mà. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà bây giờ nhà rối rắm quá, chịu không chịu thôi đi. Nè cái gì mà nè.